Xin chào tất cả các bạn. Trong bài học này chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau làm việc về không gian làm việc trong Adobe After Effects. Đầu tiên thì ở đây chúng ta sẽ làm việc với cái gọi panel project. Đây là khu vực project này dùng để hiển thị tất cả các cái footage mà các import vào. Như bạn thấy ở đây tôi có một cái footage file mp4 tôi đã import sẵn vào đây. Và đồng thời thì ở đây chúng ta có thể tìm hiểu một chút cụ thể hơn. Như ở đây các bạn có thể thấy ở dưới đây chúng ta có một số cái công cụ như là Interpret Footage này, các bạn chỉ việc on click vào đây thì các bạn sẽ thấy được các cái thông số cụ thể của cái file mà các bạn đang sử dụng. Các bạn có thể thấy được ở đây kể cả chuẩn màu hay là tất cả các thông số tần tật về frame của file mà các bạn đã import vào đều được hiển thị ở đây. Hay đây các bạn có một nút gọi là nút Create a New Folder, tức là cách để các bạn tạo ra một cái folder để các bạn lưu trữ các file. Như ở đây tôi đã đặt một cái tên là file gốc chẳng hạn, các bạn thể thấy. Sau đấy các bạn chỉ việc muốn thêm file vào cái folder đấy, các bạn chỉ việc kéo và thả. Như đây các bạn có thể thấy cái file đã được nằm ở trong folder file gốc. Hay mà khác các bạn ở đây các bạn có thêm một cái gọi là Create a New Composition. Đây là con nút để các bạn tạo ra một cái composition. Giống như nếu bạn nào đã sử dụng Premiere Pro ấy, thì cái composition này nó giống như việc các bạn tạo một project vậy. Các bạn sẽ chỉnh sửa toàn bộ ở trên nó. Thì để tạo các bạn chỉ việc click vào, rồi các bạn ấn OK thôi. Còn các thông số cụ thể này thì trong một bài học khác tôi sẽ giới thiệu với các bạn. Đấy, như vậy ở đây tôi cũng có đã một cái composition. Cái nút tiếp theo mà các bạn thấy ở đây, đó là nút như các bạn thấy ở đây nó đề là 8 PPC. Đây là cái khu vực để các bạn chỉnh bit màu. Đối với những bạn nào mà nếu chỉ có nhu cầu làm thông thường thì các bạn chỉ nên để 8 bit per channel thôi. Hay là cấu hình máy của các bạn không đủ mạnh ấy, thì các bạn chỉ nên để 8 hoặc 16. Bởi vì không gian hiển thị màu này nó sẽ ít hơn. Còn nếu các bạn để 32 bit thì nó rất nặng và nó load rất lâu. Và cái này tôi chỉ khuyến cáo đối với những bạn nào mà sử dụng những máy có cấu hình cao, và hay là những bạn nào mà có xu hướng thích chỉnh màu các footage để làm MV điện ảnh hay là làm những bộ phim truyền phim thì mới nên sử dụng cái 32 bit này để đảm bảo giữ đầy đủ các cái bit màu ở trên khung hình. Như ở đây tôi đang để mặc định là 8 bit. Một cái phím tiếp theo nữa các bạn thấy ở đây, đó là một cái hình thùng rác. Đây là cái phím để các bạn delete một cái file nào đấy. Chẳng hạn đây tôi muốn delete cái composition 1, các bạn chỉ việc click chuột vào cái com 1 và các bạn ấn vào cái hình biểu tượng thùng rác này thì toàn bộ cái composition đấy sẽ được tự động xóa đi khỏi cái giao diện project. Ở cái khu vực tiếp theo chúng ta sẽ đi vào cụ thể, đó là khu vực cửa sổ composition. Đây cái không gian composition đây, các bạn có thể thấy ở đây, tức là cái không gian mà chúng ta sẽ xem toàn bộ những hiệu ứng hay là những cái gì chúng ta làm việc hiển thị. Thì ở đây các bạn có thể thấy ở cái cửa sổ composition này thì chúng ta có một vài các cái nút công cụ như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là một cái biểu tượng để các bạn tùy chỉnh độ phóng to thu nhỏ của cái file mà các bạn đang làm việc ở trong phần mềm. Chẳng hạn như ở đây tôi đang để là 50% để có thể hiển thị đầy đủ và tự động scale vào một cách phù hợp. Thì các bạn có thể chọn Fit Up to 100% thì nó sẽ tự động hiển thị toàn bộ đầy đủ khung hình. Ngoài ra thì các bạn có thể thu nhỏ hay phóng to tùy vào giao diện làm việc của các bạn. Cái thứ hai đó là cái chức năng hiển thị lưới. Như các bạn thấy ở đây chúng ta có một cái phím để hiển thị lưới để hiện ra thì các bạn click chuột vào đấy. Các bạn có một vài tùy chọn như title này, add từng shape. Đây, sau khi các bạn ấn vào đấy thì trên màn hình composition sẽ hiển thị rất nhiều các cái đường lưới, hay chúng tôi vẫn gọi đây là lưới an toàn. Tức là nếu như các bạn cần sử dụng những cái ba tên này hay những cái chữ text hiển thị mà để đảm bảo an toàn khi xem trên rất nhiều các cỡ hình khác nhau. Chẳng hạn như nếu bạn nào ở đây biết về những cái tivi đời cổ mà dày dày mà họ phát sóng với chuẩn 43 ấy, thì nếu các bạn phát sóng ở trên đấy mà các bạn, nó sẽ bị tự động crop lại. Và cái không gian an toàn này sẽ đảm bảo cho việc cái tên của bạn vẫn hiển thị một cách đầy đủ mà không bị mất đi. Ngoài ra thì chúng ta cũng có một vài hiển thị khác như là hiển thị grid này, tức là hiển thị lưới này. Hay là các bạn có thể hiển thị thước, kẻ, hai bên để các bạn có thể đo đếm hay kéo những cái đường chỉ căn một cách hiệu quả nhất. Như ở đây thì tôi sẽ tắt bớt những cái này đi để nhìn cho đỡ rối. Rồi, cái nút công cụ tiếp theo các bạn thấy, như các bạn đang thấy trên hình đây, cái nút công cụ này là dùng để hiển thị tất cả những cái mà các bạn gọi là mask hay là path mặc định ở trên khung hình. Cái này thì thường như ở đây tôi đang không tạo nên nó không hiển thị. Còn những bạn nào mà hay thường xuyên làm chuyển động ấy, làm motion graphic thì các bạn nên sử dụng cái này để bật tất cả những cái lớp mask mà các bạn đã làm ra, hay là cái shape để các bạn đã tạo. Cái không gian tiếp theo đó là hiển thị timeline, tức là hiển thị cái khoảng thời gian mà các bạn đang edit ở dưới, chẳng hạn như ở đây. Nó sẽ chạy theo cái tiến trình của timeline ở dưới như các bạn đang có thể thấy. Đấy, nó đang tự động chạy. Cái phím tiếp theo ở bên cạnh đó là nút chụp ảnh. Chức năng chụp ảnh. Để chụp ảnh lại màn hình, tức là các bạn sẽ chụp ảnh lại toàn bộ cái giao diện không gian của cái composition các bạn đang làm việc, thì các bạn click vào cái nút này thì nó sẽ tự động chụp lại. Và cách để lưu nó như thế nào thì tôi sẽ giới thiệu ở những bài học khác. Cái biểu tượng tiếp theo, đây là biểu tượng để các bạn sâu lại cái hình ảnh mà các bạn đã chụp lại xong. Còn cái đây là biểu phím tiếp theo là để các bạn sâu các kênh màu. Như đây các bạn có thể thấy mặc định thì nó đang để là AGP. Tuy nhiên thì các bạn có thể sâu từng kênh màu được. Chẳng hạn như ở đây tôi chỉ sâu kênh màu đỏ này, sâu kênh màu xanh này, sâu kênh blue màu xanh nước biển, hay rất nhiều kênh màu khác. Cái này tùy vào ý đồ của các bạn thôi. Còn cái công cụ tiếp theo ngay bên cạnh các bạn thấy ở đây nó đang đề là chữ H. Thì ở đây đây là tùy chỉnh cái chất lượng hiển thị của hiệu ứng ở trên màn hình các bạn đang edit. Thì như ở đây các bạn có tùy chọn auto này, full này, đầy đủ và chất lượng nó thấp dần. Thì thông thường ý, theo khuyến cáo của tôi thì các bạn đối với phần lớn công việc làm việc các bạn nên để chế độ auto thì máy sẽ phần mềm sẽ tự động tùy chỉnh và chọn cho các bạn một cái chất lượng hiển thị phù hợp với cấu hình máy móc của các bạn. Còn đối với những project quá nặng thì tôi vẫn khuyến cáo các bạn nên để ở chất lượng thấp nhất để làm việc có thể nó mượt mà hơn. Như các bạn thấy ở đây thì nó sẽ rất mượt mà và nó không bị giật. Còn nếu các bạn để full mà máy cấu hình các bạn yếu ý, thì nó sẽ bị giật rất nặng. Cái công cụ tiếp theo mà đang thấy ở đây đó là chúng ta cái công cụ này là nó để hiển thị một cái vùng gọi là trong suốt. Chẳng hạn như nếu các bạn ở đây tôi sẽ cho các bạn thấy, chẳng hạn bình thường nếu các bạn không bật cái phím này thì không gian làm việc các bạn ở dưới cái nền text ấy, layer của các bạn, cái composition đấy nó sẽ chỉ là màu đen thôi. Còn nếu các bạn ấn vào cái nút này thì toàn bộ không gian sẽ được chuyển thành một màu trong suốt để các bạn biết rằng cái này khi xuất ra ấy, nó sẽ hoàn toàn không có nền, giống như các bạn xuất ảnh PNG ở bên Photoshop vậy. Còn ở đây tiếp theo đó là cái để các bạn chọn lựa số lượng màn hình hiển thị. Như ở đây tôi đang để mặc định, chế độ mặc định là active một cái camera thôi. Tuy nhiên các bạn có thể tùy chỉnh tương đối nhiều các cái góc độ camera khác nhau. Cái này thường thì nó chỉ sẽ xuất hiện khi các bạn làm các hiệu ứng liên quan đến 3D. Nó sẽ hiển thị cho các bạn camera, rất nhiều loại camera như các bạn thấy ở đây là đằng trước này, phải này, trên này, sau này, dưới này, trái phải, rất nhiều luôn. Cái này thì trong các bài học về sau khi làm về 3D tôi sẽ giới thiệu với các bạn. Còn đây thì các bạn có đây là chọn chế số lượng màn hình mà các bạn muốn xem. Như các bạn thấy ở đây, khi tôi chọn 1 view này, 2 view này, 4 view, nó sẽ hiển thị rất nhiều khung màn hình trên các bạn. Cái này thì nó có liên quan rất là mật thiết tới cái công cụ phía trước mà tôi vừa giới thiệu các bạn. Nó rất phù hợp chủ yếu là để các bạn khi làm 3D text thôi, vì các bạn sẽ nhìn được đầy đủ các không gian hay là 3D nói chung. Bên cạnh đó thì các bạn còn có một số công cụ khác nhau như là Fast Preview này, Timeline này, hay là Combo Season Flowchart, hay là Reset Exposure. Đây là những cái công cụ để các bạn kéo sáng một cách nào đấy tùy ý theo các bạn thôi. Nó không quá quan trọng. Phần tiếp theo mà tôi sẽ giới thiệu với các bạn trong không gian làm việc đó là không gian làm việc layer. Đây là một trong những không gian làm việc chính yếu mà phần lớn đến 78% thời lượng các bạn sẽ làm việc ở trên không gian này. Thì ở không gian này tôi sẽ giới thiệu với các bạn đầu tiên đó là dòng time code. Như các bạn thấy ở đây, đây là nơi mà sẽ hiển thị cái tổng thời lượng hay là thời gian cụ thể mà các bạn đang chỉnh sửa đối với cái file mà hiệu ứng mà các bạn đang xây dựng ở đây. Như các bạn thấy nó sẽ chạy theo cái thanh timeline này. Bên cạnh việc hiển thị nó theo thời gian thực thì các bạn có thể hiển thị nó theo số frame bằng cách nào? Các bạn bằng cách ấn Ctrl cộng click chuột vào thì nó sẽ chuyển đổi thành số frame, như ở đây là 25 frame trên một khung hình các bạn có thể thấy. Thì thông thường thì tôi khuyên các bạn là chỉ nên sử dụng cái thời gian thực thôi cho là dễ nhìn. Cái không gian tiếp theo mà các bạn có thể thấy ở đây, như bạn thấy đây, đây là cửa sổ để các bạn có thể tìm kiếm các layer theo tên, giống như các bạn vẫn search ở trong My Computer hay là bất cứ cái nơi nào khác thôi. Cái nút thứ ba ở đây các bạn có thể thấy đây là một cái phím để giúp các bạn là chuyển đổi giữa các composition. Như ở đây tôi chỉ có mỗi một composition thôi nên là nó chỉ hiển thị một. Còn nếu như các bạn có nhiều hơn một thì nó sẽ hiển thị thành các composition nó kết nối với nhau để giúp các bạn tìm kiếm cách dễ dàng hơn trong cả một cái tổng thể hệ thống nó rất là nhiều các cái composition khác nhau. Như ở đây các bạn có thể thấy cái nút tiếp theo là nút là cho phép bật 3D, tức là bật một cái chế độ không gian 3D lên. Cái này thì ở các bài cụ thể sau tôi giới thiệu, ở đây tôi chỉ giới thiệu qua các bạn thôi. Ở đây chẳng hạn, nút tiếp theo mà có cái hình mặt cười này, đây là nút mà để các bạn có thể ẩn các layer ở chế độ ẩn đi. Tức là nếu các bạn không muốn hiển thị, chẳng hạn như các bạn có một cái project nó quá nhiều các layer chẳng hạn, bạn muốn ẩn các layer đi thì các bạn sẽ dùng cái phím này. Cái tiếp theo mà các bạn đang nhìn thấy ở đây đó là cái chức năng cho phép các bạn trộn các layer với nhau. Cái này các bạn cũng không phải sử dụng nhiều lắm nên tôi không nói kỹ với các bạn. Cái tiếp theo ở đây là các bạn để bật cái chức năng gọi là blue, tức là các bạn chẳng hạn trong một cái chuyển động, nếu như bình thường các bạn nhìn thấy nó chẳng hạn một cái text nó bay thẳng vào, các bạn sẽ nhìn thấy rằng nó cứ bay thẳng vào thôi. Còn với cái phím này nếu các bạn bật nó lên ấy thì các bạn sẽ được thấy một cái hiệu ứng gọi là nó mờ mờ, nó hơi trượt trượt, nó không gian xuất hiện dần dần và nó làm cho các thứ nó trở nên mịn hơn thay vì bay rụp một cái vào. Cái phím chức năng tiếp theo là như các bạn thấy ở đây là Graph Editor. Đây là phím mà hiển thị vùng tinh chỉnh keyframe, tức là cái hiệu đồ họa hiệu ứng của bạn ấy, nó theo dạng đồ thị. Như ở đây thì tôi đang không sử dụng nên các bạn không thể thấy. Nhưng đây tôi sẽ thêm vào cho các bạn một cái hiệu ứng để các bạn hình dung rõ hơn về cái biểu tượng này. Như ở đây chẳng hạn tôi dùng một cái hiệu ứng mặc định đi, Grid Crop này. Đấy thì nó sẽ rồi trong đó. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến một vài cái biểu tượng khác nữa. Đây là biểu tượng con mắt, tức là biểu tượng để các bạn có thể tắt hay là bật cái layer hiển thị đấy ở trên cái giao diện làm việc của các bạn có thể bật tắt hay tùy ý. Đây là cái biểu tượng loa, tức là đối với những cái file Photoshop mà các bạn import vào ấy, cái file Photoshop mà các bạn import vào nó có âm thanh thì nó sẽ hiển thị biểu tượng này. Cái biểu tượng tiếp theo nữa mà các bạn cần quan tâm là cái biểu tượng khóa, tức là để các bạn có thể lock cái layer mà các bạn không muốn nó bị tác động bởi việc làm việc các layer khác lại. Giống như ở trong Photoshop thôi, nếu bạn nào đọc Photoshop thì cái chức năng này nó y nguyên như vậy. Cái biểu tượng tiếp theo như ở đây là tôi còn chưa bật hết, để tôi bật hết lên cho các bạn xem. Có rất nhiều các cái chế độ khác nhau ở trong cái khu vực này, như các bạn thấy có rất nhiều. Các bạn có thể chuột phải vào khu vực này xong rồi ấn chọn vào column để có thể tùy chọn mở lên rất nhiều các thứ. Như ở đây là tôi đã mở lên tương đối gần hết rồi cho các bạn. Thì cái biểu tượng tiếp theo ở đây như các bạn đang được thấy, nó là biểu tượng để các bạn có thể đánh dấu màu của layer các bạn muốn thôi. Ở đây tôi có thể tùy chọn, để tùy chọn các bạn click vào. Đấy, các bạn để chọn màu các bạn muốn như là đỏ, xanh, vàng hay tím. Đó là cái chức năng nó hiển thị giống như là ở trong Photoshop. Các bạn thấy nó chỉnh các chế độ layer cho một cái layer nào đấy. Như chẳng hạn đây chúng ta có thể chọn Add này, hay chọn Multiply, hay là chọn Screen. Đây là các cái chế độ hiển thị của layer, đối với layer trên hay layer dưới. Cái này thì trong các bài học cụ thể tôi sẽ nói sau. Cái công cụ tiếp theo ở đây các bạn cần chú ý ở trong khu vực này, đó là các bạn cần chú ý một chút. Đó là cái công cụ có một số công cụ mà các bạn cần chú ý một chút khi làm việc ở trong khu vực không gian layer này. Đó là các bạn để bật đây, như các bạn thể thấy đây là các cái phím chức năng mà để các bạn bật tắt các cái hiệu ứng mà các bạn muốn. Chẳng hạn như ở đây là hiệu ứng làm mờ này, blue này, hay là những cái hiệu ứng cho phép hiệu ứng này, hay là hiệu ứng 3D model. Để đây tại sao nó có cái khu vực này? Cái khu vực này sẽ giúp các bạn tác động trực tiếp lên từng layer mà các bạn muốn áp dụng cái hiệu ứng này. Thay vì nếu các bạn ấn ở trên này này thì nó sẽ áp dụng tất tần tật cho tất cả các layer. Nên các bạn có thể lưu ý một chút ở khu vực này. Mặt khác thì bên cạnh đấy thì các bạn có một số cái chức năng mà các bạn cần lưu ý ở khu vực này để tạo thêm một cái layer nào đó. Thì để tạo thêm một cái layer nào đó ở khu vực làm việc này thì đầu tiên các bạn trượt phải lên khu vực. Các bạn chọn phím New, các bạn thấy đấy, ở đây chúng ta có rất nhiều các cái tùy chọn layer khác nhau như Text này, Solid này, Line này, Camera, Null Object này, Shape Layer này, Adjustment Layer này, hay Adobe Photoshop, hay là Adobe Photoshop File. Đây là những tùy chọn mà các bạn sẽ thường xuyên sử dụng nhất nên các bạn để tạo nó thì các bạn nên lưu ý cái phần này. Như vậy là tôi đã giới thiệu với các bạn cụ thể một số cái khung làm việc chính mà các bạn sẽ cần phải nhớ trong quá trình học bài học này. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sau.